cuộc chia tay đẹp đẽ. Trong 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người hâm mộ túc cầu tại mảnh đất hình chữ S, trở thành chiến lược gia xuất sắc nhất từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam trở thành anh cả khu vực Đông Nam Á, đồng thời là quốc gia Đông Nam Á nằm trong top 100 FIFA lâu nhất. Vì thế đó được đúc kết từ những chiến tích đoạt ngôi Á quân dài U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào top 4 ASEAN Cup 2019, hai lần giành huy chương vàng SEA Games và đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Là người góp công đưa huấn luyện viên Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam, ông bầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã bày tỏ sự tiếc nuối khi biết tin chiến lược gia Hàn Quốc sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau tháng 1 năm 2023. Theo ông Đức, 5 năm qua, ông Park đã mang lại nhiều vinh quang, niềm vui cho người hâm mộ, làm giàu thành tích và thúc đẩy sự phát triển vượt bậc cho bóng đá Việt Nam. Có thể khẳng định điều hạnh phúc nhất là được chứng kiến ông Park mang về thành công cho bóng đá nước nhà. Trong các đời huấn luyện viên ở Việt Nam, cho đến nay, theo tôi, không ai tài giỏi và thành công bằng ông Park. Nhưng ông ấy đã chọn điểm dừng lại và chúng ta cần tôn trọng điều đó, Bầu Đức thổ lộ. Ít ai biết rằng ông Park bén duyên với bóng đá Việt Nam rất tình cờ và cũng nhanh gọn. Sau khi ông Nguyễn Hữu Thắng từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã nhắm tới huấn luyện viên Takashi Sekizuka. Nhưng vì chiến lược gia nổi tiếng người Nhật Bản này đòi hỏi chế độ quá cao, nên VFF đành phải chuyển hướng sang lựa chọn thứ hai, chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo. Để có được sự phục vụ của ông Park, Bầu Đức phải đích thân sang Hàn Quốc đàm phán và cũng chủ động bỏ tiền túi để trả lương cho ông trong 2 năm đầu, gần 20 tỷ đồng. Trước khi đến Việt Nam, bảng thành tích huấn luyện của ông Park không quá ấn tượng. Từng nhiều lần bị truyền thông Thái Lan châm biếm khi mới đặt chân đến Việt Nam, song chiến lược gia sinh năm 1957 này đã khiến mọi đối thủ dần tắt đài. Chỉ sau một tháng làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, ông Park cùng các học trò đã đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận tranh hạng 3. Giải M150 Cup 2017 diễn ra ngay tại xứ sở Chùa Vàng. Trước đó, tuyển Việt Nam luôn nằm cửa dưới so với Thái Lan và đã không thể thắng đối thủ này kể từ năm 2008. Nhận xét về năng lực của đồng nghiệp, huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao lối chơi ban bật nhuần nhuyễn, khả năng xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn, gắn kết chặt chẽ của tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thậm chí, chiến lược gia lão làng này cũng thừa nhận từng áp dụng hệ thuật phòng ngự của ông Park cho đội tuyển nữ Việt Nam khi chạm trán các đối thủ mạnh ở cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Tuyển Việt Nam dưới trướng huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành thế lực hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Vì lẽ đó, ông Park và các học trò muốn có cái kết đẹp nhất trước lúc chia tay bằng cách thêm một lần đả bại tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Được thầy Park dìu dắt tận tình và chu đáo từ lứa tài năng trẻ, trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng không khỏi bùi ngùi khi biết tin huấn luyện viên này ngừng việc. Tôi sẽ nhớ ơn thầy Park, người đã dìu dắt tôi và đồng đội trưởng thành giành được nhiều vinh quang. Tôi bất ngờ trước thông tin thầy chuẩn bị chia tay, nhưng chúng tôi vẫn còn song hành cùng nhau ở AFF Cup 2022. Tôi mong được triệu tập và cùng anh em nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt như món quà tri ân thầy, anh bày tỏ. Không chỉ các học trò, những trợ lý thân cận của huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam cũng tỏ ra tiếc nuối khi phải nói lời chia tay ông. Từng có khoảng thời gian dài sát cánh cùng ông Park tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thừa nhận đã học hỏi được nhiều điều từ cách làm việc của nhà cầm quân Hàn Quốc, giúp ích cho công việc hiện tại là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Nam Định. Trong khi đó, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa xúc động. Chắc chắn sẽ có hàng triệu người hâm mộ nhớ về ông Park cùng những ký ức đẹp nhất trong suốt thời gian ông gắn bó với bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dùng cụm từ cuộc chia tay đẹp đẽ để nói về quyết định không gia hạn hợp đồng với VFF, đồng thời khẳng định đã dồn hết đam mê của bản thân cho bóng đá Việt Nam. Ông nhấn mạnh, tôi không còn hối tiếc điều gì khi được tận hưởng và có một cuộc sống thứ hai tại Việt Nam, một cuộc đời bóng đá ở Việt Nam. Sau khi kết thúc AFF Cup 2022, chiến lược gia 65 tuổi này sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi lên kế hoạch mới. Có thông tin cho rằng ông Park đang xem xét việc mở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam, song cũng không loại trừ khả năng ông nhận lời dẫn dắt một đội bóng nào đó ở Hàn Quốc hoặc Đông Nam Á.